Xin chào đến quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh. Tôi tên là Nhung Nguyễn, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Đại học Bách khoa Portland tại Việt Nam. Trường Đại học Bách khoa Portland, tên tiếng Anh được gọi là Portland Polytechnic University, là một tỉnh bang British Columbia, Canada và nằm trong khu vực Metro Vancouver. Trường được thành lập từ năm 1981 và hiện nay thì trường có tổng cộng tất cả là 5 campus trải dài tại 4 thành phố khác nhau trong khu vực này. KPU cũng là trường đại học lớn thứ 3 nằm trong khu vực Metro Vancouver. Hiện nay thì trường đào tạo khoảng tầm gần 140 chương trình, rất là đa dạng về văn bằng như là chương trình chứng chỉ 4 năm, chương trình cao đẳng 2 năm, chương trình cử nhân 4 năm và chương trình sau đại học là từ 1 đến 2 năm. Trong đó thì sẽ có khoảng tầm 14 chương trình co-op dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên. Trong KPU hiện nay có tổng cộng tất cả là 7 khoa đào tạo chính, bao gồm các khoa đào tạo từ xã hội nhân văn, khoa kinh doanh, khoa thiết kế, khoa hóa học, khoa chương trình tiếng Anh, khoa đào tạo ngành nghề hay là khoa chăm sóc sức khỏe. Và trong tất cả 7 khoa đào này thì có khoa thiết kế là khoa đặc sắc nhất của trường, tiếp đó là đến khoa kinh doanh và khoa hóa học. Và có một đặc biệt thì KPU hiện nay là trường đại học Bách khoa duy nhất của Canada tính đến thời điểm này. Hiện nay trong KPU thì có đào tạo rất là nhiều chương trình độc đáo, ví dụ như chương trình cử nhân thiết kế đồ họa và marketing. Thì hiện nay KPU rất là vinh dự là trường đại học Bách khoa duy nhất của Canada dạy chương trình này. Hai chương trình thiết kế thời trang và công nghệ cũng như chương trình thiết kế sản phẩm là chương trình độc đáo nhất tại phía Tây của Canada. Khi tất cả các bạn học sinh sinh viên quốc tế của KPU tham gia bất cứ một chương trình khóa chính nào của trường thì các bạn có thể đi làm việc part-time với tổng thời gian khoảng tầm 20 giờ trên một tuần. Ngoài ra các bạn có thể tham gia vào một số work placement như vị trí thực tập sinh, vị trí làm part-time hay là co-op chẳng hạn. Thì hiện tại KPU có tổng cộng tất cả là 14 chương trình co-op, tập trung chủ yếu tại các khoa như là khoa kinh doanh, khoa xã hội nhân văn và khoa khoa học của trường. KPU là một trường đại học về giảng dạy với phương pháp lý thuyết kết hợp với cả thực hành. Tỷ lệ của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường của năm 2018 và có việc làm trong vòng 6 tháng là 94%. Năm 2019 tỷ lệ là 95% và đây quả thực là một con số mà KPU rất là tự hào. Đặc biệt đối với những bạn sinh viên học khoa thiết kế của trường thì tỷ lệ các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường mà có việc làm là 100% và có những bạn sinh viên đã có việc làm từ năm thứ tư. Tiếp đó là những bạn sinh viên theo học khối ngành business và khối ngành STEAM của trường. Trường học Bách khoa với phương pháp giảng dạy lý thuyết kết hợp cùng với cả thực hành. Một lớp học tại KPU nhiều nhất là sẽ chỉ có khoảng tầm 35 bạn học sinh. Đây cũng là một trong những cái lợi thế của tất cả các bạn học sinh sinh viên quốc tế. Chính vì điều này mà các bạn học sinh sẽ có cơ hội để tương tác cùng với giảng viên của mình nhiều hơn, hay các giảng viên trên lớp sẽ có cơ hội để chú ý đến học sinh của mình. Năm 2019 thì KPU có thống kê được rằng tỷ lệ hài lòng học sinh sinh viên đối với KPU là 96% và độ hài lòng của nhà tuyển dụng đối với học sinh của KPU là 97%. Hiện nay để hỗ trợ cho tất cả các bạn học sinh sinh viên quốc tế thì trường có là hai loại hình học bổng. Thứ nhất là học bổng đầu vào trị giá từ 1.000 đến 4.000 đô ca. Loại học bổng thứ hai được gọi là The Merit Scholarship trị giá từ 5.000 đến 20.000 đô ca, áp dụng cho kỳ tháng 9 của năm 2021 và kỳ tháng 1 của 2020. Ngoài ra nếu như tất cả các bạn học sinh quốc tế gặp phải một trường hợp cũng như là cần hỗ trợ, các bạn có thể email đến bộ phận tuyển sinh quốc tế của trường hoặc email đến advisor để được các thầy cô hỗ trợ một cách kịp thời nhất. Rất tiếc thì từ trước đến nay KPU không có hỗ trợ về việc đưa đón cho sinh viên. Tuy nhiên, năm quốc học giáo của trường thì rất là gần đối với cả sân bay Vancouver International Airport. Vậy cho nên khi tất cả các bạn học sinh có đáp xuống sân bay Vancouver để di chuyển về campus của trường thì các bạn có thể di chuyển bằng hai phương tiện công cộng là xe bus và tàu điện trên không. Campus gần nhất của KPU là campus Richmond. Thì từ đây mà các bạn chỉ cần đi xe bus hay là mình đi một chuyến taxi thì sẽ chỉ mất khoảng là 15 phút thôi, cách nhau có một cây cầu. Hay mình di chuyển từ sân bay đến Surrey thì các bạn sẽ chỉ cần ngồi ở Skytrain là khoảng tầm 1 tiếng thôi. Để hạn chế cho việc lây lan Covid-19 thì hiện nay chính phủ Canada vẫn đang khuyến cáo người dân nên hạn chế các chuyến bay nhập cảnh vào Canada. Tuy nhiên trong trường hợp nếu như các bạn sinh viên muốn nhập cảnh vào Vancouver thì Nhung khuyên rằng các bạn nên lên website của KPU và mục Travel to Canada for International Students để được nhận sự hướng dẫn về mục checklist cũng như các giấy tờ hay là lên kế hoạch về cách ly chẳng hạn. Hoặc nếu như các bạn đã có kế hoạch trước đó thì có thể liên hệ với cả văn phòng quốc tế để được các phòng quốc tế hỗ trợ các bạn một cách cụ thể nhất.
nay thì trong KVU có khoảng tầm là hơn 100 sinh viên các bạn Việt Nam đang theo học tại trường. Trong thời gian sắp tới thì Nhung rất là hy vọng học sinh Việt Nam của chúng ta sẽ có những cái hoạt động hội nhóm về học sinh trong nhóm Việt Nam nhiều hơn. Hiện nay thì trong trường có hoạt động hội nhóm về sinh viên được gọi tên là KSA. Trong KSA thì có khoảng tầm hơn 36 câu lạc bộ ngoại khóa, từ những câu lạc bộ ngoại khóa về thể thao, hoạt động tình nguyện cũng như là về môn học. Vậy cho nên khi các bạn là học sinh của KVU thì các bạn có thể tham gia vào 36 câu lạc bộ ngoại khóa này tùy theo sở thích cũng như là khả năng của các bạn, và Nhung rất là khuyến khích điều này.